quan tới phần công nghệ tin á, thì chỉ nói sơ qua hoặc là chia sẻ cho các anh chị. Còn những cái gì mà liên quan tới điện mà không biết á, thì chỉ nhờ anh Đức hoặc là các chị khác giải thích giùm anh. Đây, trước hết là nói về cái hệ thống kênh truyền. Thì cái hệ thống kênh truyền của mình là thế này, nó chỉ đơn giản là nó gồm có hai đường truyền. Thật ra thì cái nhà máy nó chỉ còn hai đường truyền là đủ, nhưng mà vừa rồi là thấy nhà máy nó thiết kế là hơi tới 6 kênh truyền, trong đó là có 4 kênh là trong đó 1 kênh A0 là 2 kênh A2 từ internet từ sở các đường khác nữa. Nhưng mà vừa rồi mình hỏi lại thì họ nói đó là theo yêu cầu của bên chủ đầu tư. Cho em hỏi, thường là bên A0 mình mới 2 kênh, còn A2 1 kênh chứ anh, sao lại A2 mình lại 2 kênh? Nó vừa rồi là mình thấy chỉ có một đường về A0, A2, do là hồi tiếp bên nhà máy thì bằng tâm của mình là nó không có nhiều gì vậy. Nên thấy khác thì mình cũng có thắc mắc hỏi, nhưng mà họ nói đó là bên chủ đầu tư bên này yêu cầu. Thành ra là, nhưng mà xem lại cái bản về thiết kế này thì nó chỉ có thiết kế có một kênh về A2 thôi. Thật ra về A0 là cái chuyện là từ A2 nó sẽ đấu về A0, thì cái đó là giữa hai bên nó biết nhau. Còn mình là nhiệm vụ của mình là mình chỉ quan tâm từ cái đầu cho tới A2 thôi. Thì nó rớt từ đầu mình tới A2 thì nó cũng rớt về A0. Thì theo cái mô hình này thì ở đây là mình có một cái đường PCI 2 bên là kết nối từ nhà máy điện của mình về tới cái hệ thống A0, nhưng mà thật ra là nó sẽ đấu về A2, còn A2 đã đấu về A0 thế nào đó thì mình không có quan tâm. Thì ở đây các chị xem cái hệ thống này họ thiết kế như thế này là về cái an ninh thông tin là mình thấy nó không an toàn. Các chị thấy không? Giọng cáp đó. Ở đây á, cái con router này họ chỉ thiết kế là một con. Switch này ông cũng thiết kế là một con, mà tất cả các con thiết bị này đều nó chạy standalone hết. Trong khi đó là cả cái hệ thống nhà máy điện của mình, nếu mà nó hỏng bất kỳ một con thiết bị nào ở trong này, bất kỳ một con thiết bị nào ở trong này là nó sẽ đứng bánh luôn. Tức là mặc dù là anh nói là có cái kênh dự phòng, tức là kênh dự phòng là mình kết nối đường internet từ đây về A2, sau đó nếu mà bị sự cố này thì chúng ta sẽ quay VPN kết nối về. Nhưng mà cái kết nối về đây nó không có ý nghĩa gì đó, chẳng qua là mình chỉ gửi dữ liệu cho họ thôi. Chứ còn khi mà cái con switch này mà nó bị hỏng á, là toàn bộ hệ thống dữ liệu dưới này nó đâu có đưa lên được. Thì trên này là mấy lớp của nhà nằm ở trên phòng trong lớp này, nằm ở phía trên con switch này là sẽ không có lấy được dữ liệu. Thì như vậy anh lấy cái gì đâu mà gửi cho người ta. Cho nên cái A0 này chẳng qua là kết nối tạm thời đối với A2 để xử lý những cái thao tác cơ bản thôi. Chứ còn những cái vận hành chung của nhà máy thì nó còn không xử lý được. Tại vì tất cả cái file này nên chuyển qua cái máy khác được không? Được sao vậy? Mua một cái hấp 8 vọt nhỏ, mình cắm vô nó chạy cũng được. Rồi
phích 24 bọt hay 16 bọt, giá khoảng 1 triệu xài một lượng, là con này 3 triệu xài một lượng. Vậy thì tại sao mà chọn cái con switch ở đây? Thì con switch này á, nếu mà nó khác nhau như thế này, nếu mà mình sử dụng cái hấp á, cái hộp chiếu anh chị đi học là thấy nó đỡ cái tiếng hấp là HUB hoặc là cái con switch. Thì như vậy á, thì lựa chọn là tại sao người ta chọn switch mà không chọn cái hấp cho nó rẻ đi. Thì cái hấp nó khác với con switch là thế này, mặc dù là nó cũng dùng để đấu nối mạng và cũng đưa các thông tin lên, nhưng mà cái hấp á là nó không có cái bộ nhớ trong. Tức là ví dụ như thế này nè, anh một cái máy tính, anh muốn gửi lên cho một cái máy tính C ở đây, máy tính B ở đây, máy tính A ở đây. Khi mà anh muốn gửi cái thông tin lên cho máy tính C thì ở đây nó sẽ gửi một cái mối tin, nó gửi một mối tin, nó hỏi là anh nào là máy tính C, thì anh em trả lời là tôi là máy tính C, lúc đó là nó có lấy những cái trao đổi hai bên. Còn cái anh máy tính B này á, là không phải của anh, để im, đã xóa cái mối tin đó đi. Thì nếu là con script thì nó sẽ nhớ luôn là cái vị trí anh C đấu vô cái bọt số mấy, vị trí mắc bao nhiêu thì đây là C. Sau này anh A muốn gửi á, thì nó chỉ việc đưa tới đây và đi thẳng lên C, nó không còn B nữa. Còn nếu mà cái mình dùng cái hấp thì sau khi nó giao dịch xong là cái hấp nó quên, nó không nhớ gì đó. Lần sau anh này hỏi lại phải gửi các cái mối tin nó đi như vậy. Như vậy nếu mà cái hệ thống mình nó 1.000 cái máy tính, thì mỗi một lần mà anh gửi thì anh hỏi là cứ gửi 1.000 cái message đi, thì như vậy là cái hệ thống của mình nó sẽ bị hẹn. Đó là nếu mà số lượng đông á, cho nên là trong những cái hệ thống lớn là người ta sẽ không dùng những con hấp, cho nên họ chỉ dùng con switch. Còn switch này á là switch loại nào thì nó cũng có là cái loại switch layer 2 và switch layer 3, thì nó khác nhau ở chỗ vậy. Switch layer 2 á, nó vẫn cho phép tạo những cái VLAN để mình điều khiển, mình quản lý trên này. Ví dụ như ở trong một cái phòng làm việc, anh có bộ phận kế toán, bộ phận kỹ thuật, thì anh muốn là những cái máy tính của phòng kế toán họ chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng mà không có nhìn qua phòng anh kỹ thuật được. Cho nên cho dù anh kế toán anh có muốn phá hoại thì cũng phá hoại trong nội bộ của anh thôi, không thể cũng phá qua phòng khác. Thì như vậy là nó trên cái con switch này nè, nó cho phép mình tạo những cái VLAN ảo. Thì LAN là mạng cục bộ, nếu mà mình không có chia cái gì hết trên này á, thì chỉ mỗi một cái con switch này thôi là nó sẽ đảm nhiệm một cái mạng cục bộ. Ví dụ như bao nhiêu anh em mình trong này hết là mình đi vô con switch này thì mình sẽ cấu thành vị trí IP cho nó cùng một nhóm. Nhưng mà nếu là mình muốn chia ra là cái nhóm năm anh này là một rất công việc đó, anh có thể trao đổi với nhau, lỡ anh có nhiều cái lúc cũng không có lay của máy này được, thì lúc đó ta sẽ tạo lên thêm cái gọi là cái VLAN. Thì cái VLAN là cái V là chữ virtual, tức là một cái mạng ảo, nghĩa là thay vì là chúng ta làm hai phòng, chúng ta lắp hai con switch cho họ chạy khác nhau, thì chúng ta dùng một con switch thì mình chia ra thành nhiều phòng. Thì đó, cái việc mà chia VLAN như vậy là vừa là dễ cho việc quản lý mà vừa an toàn mạng nữa. Thì cái con switch này là người ta sẽ lựa chọn là switch layer 3. Đây mình vừa cái mô hình của Vũng Tâm 4 mình nói nè, cái thì tạm thời là mình sẽ không có quan tâm đến bên này, chúng ta chỉ quan tâm đến bên trái của mình. Thì đây cái con switch này nè, thì mình dùng là dùng switch layer 3, bởi vì cái chức năng của layer 3 nó khác layer 2 là nó cho phép định biến, tức là các cái nhóm VLAN họ có thể liên hệ với nhau, trao đổi với nhau. Thường là switch này nó chỉ chia VLAN thôi, chứ nó không có cho, nó không có routing cho hai ông này nói chuyện với nhau được. Cái chức năng routing là của router, định biến là của router. Nhưng mà nếu mà mua con switch có chức năng layer 3 là con này nó biết định biến luôn, nghĩa là nó cho phép các cái nhóm này nói chuyện với nhau. Thì như vậy á, con switch của nhà máy thì họ sử dụng được layer 3 đấy, bởi vì nó sẽ có nhiều hệ thống. Ví dụ như cái hệ thống CCTV của mình là hệ thống camera, nó sẽ nằm một bên, hệ thống các cái dữ liệu nó sẽ nằm một bên, rồi hệ thống quản lý nữa, cái hệ thống management quản lý là mình sử dụng tài khoản mình quản lý tới còn từng con thiết bị á, cho nên họ sẽ chia ra nhiều cái VLAN như thế này. Đấy, như vậy thì nếu mà mình mua con switch này để dự phòng cho hệ thống thì chúng ta sẽ biết là chúng ta mua switch loại nào và có chức năng gì. Nếu được thì mình cứ mua switch cùng loại với cái con mình đang có, nếu mà giá nó mắc quá thì mình mua cái loại thấp hơn chút, nhưng mà nó vẫn có chức năng nổi tiếng và nó chi vô đây được. Rồi cái hệ thống nó giống như hệ thống mình đang ha. Tiếp theo là cái con switch layer 3 này nó sẽ kết nối với một con thiết bị định tiếng. Thiết bị định tiếng này á là nó có chức năng là nó sẽ có hai cái lớp mạng, một lớp mạng là nó sẽ đấu về cái con switch đây là con switch nội bộ của mình, và một cái lớp mạng nó sẽ đấu với A2. Thì
ở đây là nó đấu về A2, nhưng mà cái này là theo cái tiêu chuẩn do A2 đặt ra. Thường là cái con router của mình sử dụng mạng là mình không cần cái đường E1, nhưng mà theo cái quy định của tập đoàn là ốc kết nối ở đây bằng cái đường E1 có cái chuẩn riêng. Thì để mà làm được cái việc này là chúng ta sẽ mua thêm một thiết bị để gắn vô trong cái con router này. Thường là cái con router nó sẽ có hai cổng rồi, nhưng mà nếu mà để sử dụng theo cái yêu cầu của A2 á, là mình sẽ gắn thêm một slot nữa. Slot đó là nó là đường E1, lúc đó là mình sẽ đấu bằng cái đường E1 đấu về đây. Còn cái phương thức mà nó đấu nối như thế nào á, thì ở đây các chị để ý ha, cái lớp mạng ở nhà máy mình, ví dụ như ở nhà máy là mình sử dụng 10.156.32, thì ở dưới này ông này ông sẽ có một cái lớp mạng là 10.156.32. hai cái lớp mạng này nó phải giống nhau, tức là cái con này nó kết nối về đây và nó kết nối về đây, thì bản thân nó phải có hai cái lớp mạng tồn tại song song trên đó, là một cái lớp mạng giống với ông này ở đầu đường này nó mới giống nhau, một cái lớp mạng là nó phải giống với lớp mạng của A2, thì lúc đó là hai cái lớp mạng này nó mới giống nhau. Như vậy là ở chính giữa đây là phần xe rút, từ đây qua đây là như vậy, là ở đây mình sẽ đi được qua đây thông qua đó. Rồi ở đây thì nó được vẽ cái đường kết nối là nó vẽ đơn giản là kết nối từ router tới router, nhưng mà ở giữa hai cái con router này á, ở đây ông này sẽ có một cái cạc E1, ở đây sẽ có một cái cạc E1, chính giữa đây nó sẽ có một cái con nữa là con media converter. Cái con này nó có chức năng là chuyển đổi tín hiệu quang điện. Thường là cái dây cáp đồng của mình nó chỉ có kết nối khoảng 50m thôi, nếu mà dùng cáp cáp 6 á thì nó có thể tới gần 100m, nhưng mà từ đây vô tới thành phố Hồ Chí Minh thì nó xa lắm, nó đi bằng cáp quang, thì cáp quang thì dùng tín hiệu quang, nhưng mà những cái con này thì nó chỉ biết cái tín hiệu điện thôi, cho nên là phải thông qua một cái con nữa là nó gọi con điện thôi. Thì ở đây nó sẽ hai con đó nó sẽ nằm hai đầu ở đây này. Còn chính giữa này á là của ông VNPT và cái nhà cung cấp dịch vụ của mình thuê. Thì như vậy là trách nhiệm của cái người vận hành á là mình biết của mình là cái đang hỏng ở cái chỗ nào, ví dụ như mình chỉ biết là mất cái đoạn này do cái con nào, thì cái đó mình phải quan tâm. Ví dụ như ở đây là mình biết là không có nối được A2, thì cái bản thân là người vận hành á là mình phải xác định được là mình bị lỗi ở cái đoạn nào. Ví dụ như ở đây thì nó sẽ kẹt ở một thì nó rất là hiếm thiên hương, ở cả hai con router này nó cũng rất hiếm thiên hương, có khi nó chạy 5 7 năm nó cũng không hỏng, nhưng mà hai cái ông cái router này thì có thể hỏng hỏng cũng có thể thường xuyên, có khi là tháng sẽ bị treo hai đó. Còn cái chỗ chính giữa này là đường của VNPT. Như vậy là thường là mình test thì mình test như thế nào, ví dụ như mình không có nói được không A2 thì mình biết cái vị trí đất A2 là như thế này, mình pin qua đây không được, nhưng mà mình có thể gọi qua cho ông chị Hà hay ông Tinh Tâm anh Hoàng chẳng hạn, yêu cầu là mình kết nối của con này được không, nếu mà mấy em nhà máy đó nó cũng là vẫn kết nối được, thì như vậy là cái con này nó ổn được không sao hết. Vấn đề còn lại là con media converter chỗ này, media converter này và cái quay này, thì ông A2 á là ông tự nhiên ông vừa trên, cho nên là đầu tiên là mình sẽ bắt còn gọi ông VNPT trước, ông đó ông xác định lại coi cái đường gì vẫn bị đứt không, tại vì mình mới ra hết rồi mình mới báo ông, còn lại là cái việc của A2 bị lỗi mình mới báo A2. Như vậy là mình bây giờ cuối cùng là mình bây giờ A2 bị xét. Nhưng mà thường là xử lý sự cố là những cái nào đơn giản mình làm được mình làm trước, còn là hoặc là đối với nhà thầu hay là những nhà cung cấp là những cái đó lợi thuộc mình, thì mình sẽ yêu cầu xử lý trước rồi mình rào hết rồi sau đó mình yêu cầu A2 xử lý. Chứ mình bật cho mình bóc lên mình hỏi A2 cái xong nó hỏi anh là bị cái gì, mình chỉ nói là tức cái đó, anh đã test cái này chưa, anh test cái kia chưa, mình nói chưa, nói anh test nó đi rồi gọi để tôi, nên rất là phiền, cho nên là mình cứ rào hết trước rồi sau đó mình gọi ông đó cuối cùng. Đây, cái bằng cách vận hành mình phải lưu ý có mấy cái này. Cái lớp địa chỉ IP là mình phải nắm được cái địa chỉ IP của nhà máy, địa chỉ IP của A2, nghĩa là không phải là mình chỉ nắm thiết bị dọc cái mạng nội bộ của mình không, mà mình nắm được cái đầu bên kia nữa. Đó là cái lớp địa chỉ A2 này là địa chỉ A2 và cả cái địa chỉ A0 nữa. Ví dụ như mình kết nối với A0 không được thì mình biết là mình đã rớt với A2 rồi, nhưng mà có khi là bằng A0 là cái máy chủ của A0 bị lỗi, từ về A2 là bình thường và cái máy chủ đầu bận ở ngoài Hà Nội bị lỗi mình kết nối không được, cho nên là mình không vội vàng báo A2 xử lý hay là A0 xử lý gì hết, mà mình chỉ test bằng kiểu khác. Thì nếu mà mình biết được cái địa chỉ IP của cái máy chủ đó thì mình biết tất cả các nhà máy kia đều kết nối về A0, mình nhờ anh em nó kết nối của cái máy nó có được hay không, nếu mà được nữa họ kết nối được mà mình kết nối không được là kiểm tra lại cái máy của mình.
và sau đó là mình mới đội mình mới kiểm tra tới cái đường truyền. Cho nên là cái địa chỉ IP là mình phải biết địa chỉ IP của nhà máy, địa chỉ của A2 và cả địa chỉ của A0. Mình vẫn không biết hết, mình chỉ biết những cái máy chủ nào liên quan thôi. Ví dụ thì trường điện là mình sẽ vào cái trang web nào, địa chỉ IP của nó là bao nhiêu. Còn các cái thông tin về điện hoặc là báo cáo FTP server gửi lên thì cái FTP của nó là địa chỉ IP bao nhiêu. Mình biết mình nhìn lên check thôi. Rồi thiết bị liên quan là mới nãy nói ha. Cái đó đối với cái đường truyền này á là chỉ thiết bị là hai con router hai đầu, hai con media converter và hai cái cạc cơ một. Rồi và đến tài khoản cái video này là liên quan tới tài khoản thì mình biết rồi, cái đó là họ sẽ cắt cho nhà máy là trong trường hợp mà bị đứt cáp quang là ta dùng cái máy tính ta quay số để ta làm việc, tức là giống như ta kết nối khi mà chúng ta kết nối video như thế này thì nó sẽ cắt cho mình một cái địa chỉ IP cùng lớp mạng với A0 nha, cùng lớp mạng với A0 chứ không phải cùng lớp mạng với nhà máy của mình. Tại vì á lúc đó nhà máy mình rớt rồi, mình quay số là mình quay số về A0 thì cái lớp mạng của nó sẽ là 10.0.8 cái biết gì đó, là nó cắt là cắt cái lớp mạng của A0. Như vậy thì cái lớp mạng này á nó được một cái là thế này, ông A0 ông về với chúng ta, ông kết nối với chúng ta là ông không có cắm đường nào trên á, tại vì ông là từ trên ông giám sát xuống mà, cho nên là ông sẽ giám sát tới từng thiết bị. Nhưng mà đối với cái chiều ngược lại á, ví dụ ông sẽ cắt cái dãy số địa chỉ VPN là ông cắt cho 5 cái địa chỉ IP đó cho cái tài khoản đó. Ví dụ như mình là nhà máy hiển thị ha, thì nếu mình kết nối về ông sẽ cắt cho mình một dãy là khoảng 5 địa chỉ IP, thì trên đó ông sẽ xét những cái policy, những cái chính sách là cái địa chỉ IP này được phép làm gì trên hệ thống của ông. Tức là ông này ông kết nối là để ông vào thị trường điện ông coi thông tin, hoặc là ông gửi dữ liệu lên cái máy nào, thì như vậy nó chỉ mở cổng cho cái tài khoản của mình đó, là cái máy tính của mình là chỉ đi vào được hai điểm đó thôi chứ không có đi qua những cái máy khác. Cho nên là mình nói là cái tài khoản VPN này nó quan trọng, nhưng mà quan trọng là cái anh quản trị an ninh mạng á, nếu mà anh làm chặt chẽ thì cho dù mình có bị lạc những cái địa chỉ IP này, hoặc là người ta một người ngồi đi họ kiếm được cái tài khoản họ vô thì họ cũng vô ảnh hưởng với A0 không có. Tại vì cái quyền của mình đi mua đó là chỉ quyền xem thôi, quyền view thông tin, không có chỉnh sửa, không cấu hình, không có làm gì bên đó hết á, cho nên là đối với họ không có nhiều. Nhưng mà đối với mình thì nó khác, đối với mình là cực kỳ nguy hiểm, tại vì cái quyền của A0 là cái ổng mở hết toàn quyền của ổng đối với những cái máy tính mà có cái giải địa chỉ IP của A0, mà đối với nhà máy mình á là ổng toàn quyền, thì ổng đã điều khiển được cũng được luôn này. Thì như vậy nếu mà cái tài khoản VPN này mà mình quản lý không tốt mà nó rơi vào tay người khác á, thì họ ngồi tại nhà của họ, họ kết nối VPN thì như vậy là họ vào cái hệ thống của mình được, giám sát camera được, thậm chí vô cái máy PC điều khiển hệ thống mình được. Cho nên cái này là cực kỳ quan trọng nha, cái địa chỉ VPN này nè, cái tài khoản VPN, cái thông tin điện tử. Mà thậm chí á, sau này đó mà khi mà có trách nhiệm gì xảy ra, chẳng hạn như hệ thống nó bị lỗi là do một người nào đó thao tác, bây giờ mình không biết người nào, nhưng mà A0 nó sẽ biết, bởi vì là đang dùng cái tài khoản có tên người đó chi cập vào thời điểm đó và xử lý cái nào, tại nó có bị lắp lại, nó bị lắp thao tác, thì như vậy là mỗi cái gì mình làm là như vậy hết. Như vậy là không phải do đứa thông mình làm, nhưng mà do là mình làm mất cái tài khoản này người khác đi vào người ta thao tác, thì như vậy nó chỉ đủ từ là mình thôi. Bây giờ tôi chỉ biết một mình anh, còn anh nó mất thì anh để trình lý do sao mất, anh mất lúc nào thì người ta chỉ của mình à. Cho nên cái tài khoản này là cực kỳ quan trọng, tin tưởng thật ra cũng chẳng nên tin tưởng ai hết, tài khoản này là tài khoản của mình thì mình quản lý thôi, thậm chí nhớ trong đầu, không có gõ vô file cho máy tính để máy tính mình chẳng an toàn đâu. Một ngày nào đó máy tính mình bị ưu tiên lên thì nó sử là mọi dữ liệu thằng kia nó biết hết, cho nên là những cái gì trên máy của mình là không là an toàn ha. Ghi ra giấy càng không an toàn nữa, chỗ nào gỡ nó buồn nó lấy tờ giấy nó bó bánh mì bên kia người ta cũng biết vậy à, cho nên là cái này tốt nhất là nhớ trong đầu. Còn cái máy tính á, cái máy tính như thế nào mà để nó an toàn nhất á, nó không bị nhiễm virus, không bị gì đó, thì tuy nhiên có cái máy tính là không cắm điện vô là nó an toàn hơn, còn một khi đã cắm điện là không có gì an toàn hết á. Cái hệ thống của mình ở trên cái con router mình có thể xét nhiều cái chính sách, nhưng mà những cái chính sách trên router hay trên tường lửa là chúng ta chỉ đời phòng đối với lại cái người ở bên ngoài thôi, còn ở bên trong là cực kỳ khó đời phòng. Giống như xây cái tường thành vậy, chúng ta chỉ có bảo vệ được ở ngoài tấn công thôi, còn ở trong mà đánh ra là rất là dễ vỡ. Thì ở đây cái hệ thống tường lửa vừa rồi nhà máy điện trung tâm cũng bị, mình đã đi thì người ta cũng chịu trách nhiệm, nhưng mà mình nói thế này, cái hệ thống của mình là có tường lửa
có xét của mình ngăn chặn và phát triển tấn công là có đầy đủ hết rồi, cho nên là cái chuyện mà từ ngồi vào là rất khó. Thậm chí á, nếu mà dùng cái kỹ thuật hacker á, là hồi trước mình học cái khó đó, dùng kỹ thuật hacker đi vào á là cực kỳ khó khăn. Thậm chí mà cũng dòm cái bát chúng ta, cái máy tính nó chạy liên tục 30 ngày nó chưa quét được cái tài khoản đó, cho nên từ ngồi vào rất là khó, nhưng mà từ trong ra là rất là dễ. Cho nên cái vấn đề chính của cái vấn đề bảo mật đối với hệ thống của mình á, là không phải là chúng ta mua máy tính, mua thiết bị từ lưỡi cho tốt, nhưng mà cái vấn đề nhân lực là cái ý thức của người sử dụng là mới quan trọng. Thì sự cố ngày hôm đó là do cái lỗi của anh chủ cao vận hành, tức là cái máy tính của anh bị cái gì đó nó chạy chậm, nó không biết anh rút cái USB ra, anh có dữ liệu qua cái máy này rồi, thì cái USB của anh nó không sạch, nó cắm vô nó bị nhiễm virus. Sau đó là cái máy đó nó khởi động lại, nó chạy được một chút là nó khởi động lại, mà cái máy đó máy còn nặng cả cái nhà máy. Thế là từ chuyên gia thì cho tới lãnh đạo rồi nhảy vô, lúc cuộc kiểm tra là nó nói cái máy đó này bị nhiễm virus, rồi nó quay ra là nói tôi không nhiễm virus đã có, tại sao bị nhiễm. Lúc đó là sau này là biết là do anh kiểm tra anh dùng USB cất vô. Thật ra đúng ra là nếu mà cái tình trạng mà anh gửi dữ liệu đi không được thấy máy chậm á là anh phải gọi IT tới. Còn ông IT cho dù không xử lý được mà ông cũng làm giống như kiểm tra thì cái USB đó ít nhất là ông phải dùng một cái máy tính có chương trình nhiễm virus chuẩn quét trước, hoặc là phong mát sạch cái đó đi rồi có dữ liệu gửi đi, bởi vì cái việc đó nó ít khi nào xảy ra đó. Còn cái đó là mình lấy USB túi cắm vô, cái đó là do ý thức của người vận hành là người ta không cẩn thận, nó mới dẫn ra sự cố đó. Cho nên cái trường hợp đó vẫn tính là trong nội bộ đánh ra. Như vậy là sự cố là không phải là từ ngoài đánh vào, mà trong nội bộ đánh ra, không phải phá hoại mà là ý thức hoặc là cái sự cẩn thận. Rồi cái cuối cùng là thông tin của người liên hệ. Thì cái hệ thống vận hành của mình từ nhà máy vô tới A2 thì như vậy, là thậm chí vô tới A0 nữa, thì như vậy mình phải biết ứng với mỗi sự cố là mình sẽ liên hệ với ai. Ví dụ như là mình cái con mail temperature nó bị lỗi, thì cái con đó là do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Thì bây giờ nếu mà nó bị lỗi lần một rồi sau đó nó lại bị lỗi lần hai, vậy con này không ổn định, ảnh hưởng tới hiệu suất nhà máy, yêu cầu đổi ngay con mới, thậm chí là yêu cầu gửi thêm cho mình một con nữa đổi sẵn ở đó thường hay là bị treo nữa là tôi lấy con khác rồi thay liền. Chứ còn cái con đó thì nó không tiền 1-2 triệu, nhưng mà nếu mà thiết bị nó bị hỏng là mình được tiền thiệt hại, thậm chí là không phải gửi cái nhà cung cấp dịch vụ, yêu cầu mà xử lý đó, tại vì họ dịch vụ của họ là dịch vụ chất lượng kém. Tương tự tiếp theo là cái đối với lại cái đường cung cấp đường điện hoặc là với A2 thì mình phải khi mà lắp đặt xong thì mình phải hỏi luôn A2 là anh nào là, hay là bộ phận nào sẽ quản lý vận hành cái đường truyền này. Khi mà bị sự cố mình biết rồi đó là gọi, chứ không có gọi vòng vòng hỏi lãnh đạo từ trên hỏi xuống chỉ gì đó, không biết được rất là lâu. Hỏi luôn là ai là người vận hành, chúng ta ghi lại đó, ghi luôn vô hệ thống, thậm chí trong máy tính hay là tin ra cũng được có một bộ điện. Tương tự đối với A0, cái thông tin này rất quan trọng, xử lý sự cố nhanh hay chậm là mình xác định được đúng người mà mình gọi và đúng người xử lý. Nên là trong công tác còn hạn cái tên gì này là mình chỉ lưu ý có bốn điểm này. Chắc là như vậy cái để trao đổi đi ha, cho Linh kẹt trước là nghĩ là có người nó rộng nhiều. Bây giờ Linh có thể là Linh quay lại cái sơ đồ mạng. Các chị có hỏi cái gì thêm rồi cái phần tâm tâm gì ở này đó. Đó anh em mình. Nên đang bị cái chỗ mà khi mà mất kết nối với A2 thì mình mất luôn cái A0 không? Đó, tại vì mình chỉ ở đây chỉ có một kênh truyền về A2 thôi, mình không có kênh nào độc lập được về A0. Giống như hồi xưa là anh ở bên kia là mình xài cái mạng của cái chạm tắt chạm, là một cái mối sinh nhật tắt chạm, chạm đó nó có kết nối với A0 và A2, nó tách tiền ra, tức là mình cũng thuê một kênh A0 một kênh A2, thì khi đường truyền nó mất kết nối của A2 thì đường truyền A0 vẫn còn kết nối. Cái đó là một điều phân biệt cái chỗ mà cũng là một cái công ty sang buổi trạm trung gian xong rồi đi, nhưng mà nó có hai đường kết nối riêng để so với lại cái mà mình qua A2 mình về A0 thì không qua trạm trung gian nhé, thì nó khác nhau chỗ nào mà khác nhau là đối với bên kia thì là nó vẫn còn kết nối được với A0 dù mất kết nối A2 mất kết nối A0, còn đây mà mất kết nối A mất kết nối A0 thì nó cực kỳ nguy hiểm. Đúng rồi, đúng. Nó là như thế này, khi mà anh sử dụng qua một cái trạm nữa là nó thành là một cái đường thứ hai, tức là đây là A2 đúng không, ở đây nó sẽ có thêm một cái đường dự phòng này đó. Nếu như hồi trước là bên trạm 110 thì nó sẽ đi về điện lực,
đúng rồi, nó mới đi về, nó đi về điện lực rồi nó mới đi về A2, như vậy là nó sẽ là một con đường nữa. Ở đây là một đường, rồi ở đây là một đường, như vậy là khi bị sự cố đường này á là anh vẫn chạy cái đường này về được. Thì thường là ngay tại điện lực như hồi đó mình cấu hình á là mình sẽ chặn cái lớp mạng của các trạm trong vườn các anh đó, tức là cho phép các anh đi qua con switch nhưng mà không được dừng lại tại đó. Tức là khi các anh đi về và anh là trạm trong vườn khách tràm, anh sẽ đi về tới điện lực khách tràm rồi đi xuống với công ty điện lực Ninh Thuận, là công ty điện lực Ninh Thuận mới chạy vô tới tổng công ty điện lực Việt Nam, rồi tổng công ty điện lực Nam mới lên về A2. Thì như vậy là khi mà tôi cho phép cái trạm trong vườn khách tràm đi vào thì trên cái con switch layer 3 này là mình xét ngay là mình chạm, tức là mở đường cho anh đi nhưng mà anh không được ghé vào bất kỳ một cái máy tính nào ở trong điện lực Ninh Thuận hết, là tôi forward cho anh đi trực tiếp về A2 luôn. À, như vậy đó là cái đường này thành đường dự phòng. Hồi trước anh làm chạm trong mưa là nó vẫn là cái đường internet để anh sử dụng. Ừ, như em là khi mà mình kết nối với A2 thì mình từ A2 đến A0 thì đang là có một đường dự phòng chứ. Khi mà mình mất kết nối với A2 thì cái đường dự phòng của mình từ A2 đến A0 thì nó vẫn còn chứ. Mình vẫn còn nhận cái kết nối với A0 chứ. Vấn đề là mình đứt cái đường nào. Cái phòng A2 với A0 là hầu như là nó không bao giờ mất cái thôi. Tại vì nó luôn luôn có cái đường dự phòng. Ví dụ như em nói, ví dụ như ở A2, tại vì cái chuyện mà mất các bạn thì chuyện đó là sự cố lớn rồi. Và chắc chắn là mình phải mất rồi. Bất kể mình nào mất, mà ý ở đây á, khi mà người ta ví dụ như A2 người ta tắt cái chỗ của mình thì người ta di chuyển cái ấy hay làm gì đó người ta tắt đi á, thì là cái mà kết nối của mình với về A0 còn hay không? Còn. Tại vì mình chỉ đi có một đường về A2 thôi. A2 mà nó ví dụ như mình nó cô lập mình ra ngay lúc này là mình chỉ đi một đường về. Còn cho nên là khi mà nó bị đứt thì một cái còn cái đường về A0 ở đây là nó còn không chạy bình thường, bởi vì rớt cái đường này là cái sự cố quan trọng còn còn út rồi, là nó đã xử lý đi. Chỉ có cái đường này anh chỉ có một đường đi như thế này thôi, rớt ở đây rồi thì về không anh đi bằng đường nào về anh đi quay đây thôi. Cái chỗ này này A2 đợt vừa rồi ấy, em gặp em làm ấy, thì nó gặp trường hợp này. A2 người ta đang làm lại cái mạng truyền thông của người ta, người ta rút từ cái con của các nhà máy cắm tới để người ta quy hoạch lại rút cái dây thừa ra đó. Thì khi đó là trường hợp đó là nhà máy tại nhà máy đã là nó mất kết nối với A2 nhưng mà đường kết nối với A0 vẫn còn đó. Thì em cũng nghĩ là nếu mà nhà máy mình mà rơi vào một trường hợp như thế thì là đường kết nối với A0 còn hay không, và nếu mà không còn thì mình có phương án nào đó để xử lý vấn đề này, tại vì vấn đề kết nối là rất là quan trọng và đó phải mình cái mà mình phải đề xuất lại lên với nhà máy là làm sao để cái đường truyền đó, đường kết nối A2 nó không được mất. Cái chỗ này á là lúc đó anh còn thông là bởi vì A2 cho phép anh thông, tức là nó bỏ cái con này ra cái đường này là quan trọng ổn cho nên là nó đi được. Còn nếu mà mình đang bị đứt cái chỗ này thì mình mới bị ra sự cố. Còn cái chỗ này là ông này ông có kế hoạch sẽ thay đổi thiết bị hoặc là sửa đổi cấu hình thì ông sẽ có một cái phương án là để hạn chế tối thiểu tình trạng rớt mạng của các nhà máy. Thì lúc đó là ông sẽ đưa ra cái kế hoạch là cái thi cái con này đem rút ra ngoài thì nó sẽ chuyển từ cái hệ thống của anh qua một cái con switch dự phòng hay switch tạm nào đó, là trong thời gian 30 phút thường là tổng chỉ mình một có thể là khoảng 30 giây như thế này thì họ sẽ rút cái này ra và chuyển qua đây. Thì cái đó là họ chủ động họ làm cho nên là họ sẽ tiếp tục duy trì cái đường truyền cho anh. Cho nếu mà họ làm nước đường gì qua ở đây thì nó mình ở dưới mình đang lên sao, cho nên là cái này là họ chủ động làm. Còn cái này mình đang nói sự cố là cái đường truyền này của mình bị đứt, tức là thì vô phương không còn đường vô tuyến nào hết trơn á, mình chỉ có cái đường vô tuyến này thôi. Mà cái đường này mà đi về A2 được thì nó đi về A0 cũng được. Cho nên cái đường này gọi là đường dự phòng. Nhưng mà đường dự phòng thì có điều kiện là con này xong thì cái đường dự phòng này nó có gì vậy. Còn nếu mà nó đứt cái đường chỗ này thôi á thì như vậy là khi mà anh dùng cái máy tính ở đây, anh kết nối VPN vào đây nè, là dữ liệu ở đây là vẫn gửi đi được, thậm chí người ta vẫn có thể kiểm soát xuống đây được. Nhưng mà nếu mà cái con switch này hư hay là con router này hư là nó đang thua, là mình không còn đường nào đi về hết trơn. Cái đó là cái chỗ con router đúng không? Ừ. Còn router thì hai là kết nối về với A2, tức là trường hợp đó là rất nhiều nhà máy kết nối lên hệ thống đó. Chính xác. Và giống như coi như nó một mạng internet luôn, là nhiều nhà máy kết nối lên thì cái trường hợp đó là mình đã kết nối qua mạng ấy, thì trường hợp mà nguy cơ mình nhiễm cái virus đó rất là cao. Thì là bây giờ phương án mình làm sao để mình tránh cái chuyện nhiễm virus đó? Đúng. Cái phương án để tránh cái trường nhiễm virus ở đây. Virus ở bên ngoài đi xuống á, còn virus mà ở từ trên hệ thống từ này xuống á là nó sẽ rất là ít. Thứ nhất á là các nhà máy với nhau á là nó sẽ chặn ngay con này. Ví dụ như là anh nhiều điện lực 4, anh có thể
nên bây giờ mặc dù là mình đi về mình làm mình thức tâm chẳng hạn nắm toàn bộ tài khoản của Winter 4 thì mình ngồi lại mấy cái đó này cũng chẳng bao giờ làm được gì với tài khoản của ta chứ. Cho nên là ở trên này là chẳng ở trên này là chẳng ta còn cái tài bộ á thì cái đó thì đơn giản là cái anh em biết rằng là mình chỉ cài cái phần mềm nhiễm virus khó không cho sử dụng USB không cho sử dụng cái thiết bị nội vi như là nhiễm CD cái khác ở trong tài bộ mình nghe rồi nhưng mà còn cái đường ngược lại thì nó vặt cho nên ngay cái chỗ counter đó mình có thể tích nối là chỉ cho cái ID của A2 hoặc A0 video thôi, còn chặn hết tất cả các ID khác luôn. Còn nếu mà có an toàn hơn, đúng. Chứ mà hiện tại là tất cả các nhà máy nó còn tính tiếng như vậy luôn. Cả A2 nó cũng làm như vậy luôn. Nghĩa là ngay cái A2 nó xét mình vô đây nè, là nó chỉ cho cái lớp mạng của mình ở đây đi vào thôi. Bây giờ một ông khác xét một cái địa chỉ IP lạ không phải lớp mạng của mình, cho dù VPN có cắm vô con switch này là cũng không đi vào được. Là nó chặn ngay từ chỗ này, nó chặn cả hướng lên lẫn hướng xuống, nó chỉ cho phép cái giải địa chỉ IP của nhà máy mình đi lên thôi. Cho nên là đối với cái nhà máy lớn á, ví dụ cả trăm máy á, thì mình chỉ sử dụng cái dịch vụ là DHCP tức là cấp địa chỉ IP định cho mỗi cái máy tính, tức là họ chỉ việc cắm vô mạng mình là nó sẽ tự động cấp IP trong lớp mạng. Nhưng mà đối với nhà máy của mình chỉ có vài máy tính thôi đó, là mình sẽ xét cái IP, tức là mình chỉ xét bao nhiêu địa chỉ IP đó thôi. Thậm chí á, do là mình sẽ có cái đường internet này, ông tập đoàn á thì ông quy định là những cái máy chủ trong tập đoàn cỡ cả cái chủ công ty điện lực là không được kết nối ra mạng internet, là cái đó là có quy định. Nhưng mà ở đây ông vì cái điều kiện hạ tầng, ông bắt ông cho phép mình kết nối này, thì bây giờ ông cho phép internet thì mình phải đưa ra cái phương án bảo mật thông tin cho chính nhà máy mình. Bây giờ cái máy chủ của mình muốn kết nối với VPN thì mình phải ra internet với VPN được. Vậy đã kết nối ra internet rồi thì lấy cái gì mà còn nữa? Thì giờ mình chỉ có chủ động mà mình làm thôi. Tức là mình sẽ chặn hết một số cái chính sách trên các cái máy này. Thậm chí ví dụ như cái con wifi này đi, cái con wifi này nó phát như vậy thì ở ai còn nữa là như thế nào? Wifi thì có khi là người này ra người đi vào, hoặc là thậm chí mấy anh ở tập đoàn xuống nó kết nối để mình do bắt buộc. Bây giờ mình cho thì nó sẽ thế nào mà không cho nó sẽ thế nào. Thì như vậy ở trên thế này nè, chúng ta sẽ xét một cái chính sách, tức là ở nhà máy mình có bao nhiêu cái laptop thì cho máy hoặc là bao nhiêu cái điện thoại thì chúng ta lấy, tại vì mỗi thiết bị nó chỉ có một địa chỉ IP duy nhất thôi, thì chúng ta xét cứng luôn cái địa chỉ IP đó vào trong cái con này, con wifi này. Thì như vậy là chỉ có cái điện thoại hoặc là máy tính của anh em mình mà được hoạt động cho phép wifi. Máy tính điện thoại anh Hương ra mua đổi điện thoại khác là mua còn được. Cái đó là cái một trong những cái chính sách bảo mật mình sẽ xét ở đây. Thì cho dù lỡ bắt được wifi này của mình có lộ ra ngoài một không có bỏ ra, không dùng wifi mình cũng không có làm gì được. Tại vì địa chỉ IP của nó không được chấp nhận trong cái con này, cho nên là sử dụng cái khác hết. Cho nên cái đó là phải đặt. Còn chỉ khi nào mà hợp thành, có tập đoàn có lãnh đạo thì mình không thể chặn wifi nó, thì mình mở cái nó ra, bỏ cái chức năng là khó theo vị trí khác, thì như vậy là lãnh đạo không mua được. Nhưng mà họ xong bước chân ra ngoài là mình bỏ lại. Đó là cái chính sách bảo mật riêng cho cái con này. Anh em mình coi hỏi nữa. Hay gọi hỏi có thể tách riêng ra được không? Em tách riêng mình phải có thiết bị sử dụng. Thôi. Em có. Theo như nhà máy ở em ra ngoài Quảng Ngãi quay một lần đó, thì họ có tới 3 cái wifi. Một cái là cứng như nói luôn. Một cái thứ hai nữa là họ sẽ cho công cộng. Hay là cái công cộng gì đó, còn mấy kia là không bao giờ mình thấy được. Đó là mình sẽ sử dụng một cái thiết bị dân dụng ở nhà máy mình thì không có được cái đầu tư đó. Tại vì cái hệ thống wifi này á, cái hệ thống amateur của bác bỏ vài trăm ngàn lên mua là chạy được. Còn cái hệ thống mà đối với công ty như mình ở bên kia mình làm á thì nó sẽ khoảng 200-300 triệu gì đó. Nó sẽ có một cái nó gọi là wifi container. Cái con đó là cái con quản lý hệ thống wifi. Thì nó là trên đó nó cho phép mình tạo những cái vùng như thế này, ví dụ như là nhân viên vận hành mình sẽ tạo một cái rất là vận hành, thì những cái anh đó anh sẽ có toàn quyền những hệ thống. Rồi một cái rất khác nó tên là guest, là khách, thì khi bất kỳ ai vào nhà máy á, mình cứ cho cái password đó họ đi ra cái internet bình thường, nhưng mà họ không có vào được nhà máy mình, bởi vì nó cắt một cái lớp địa chỉ IP khác và nó hoàn toàn là nó tắt ra, nó không có vào được. Thì đó mình phải có thiết bị quản lý đó. Nếu mà nhà máy mình có điều kiện thì mình sẽ mua cái đó mình làm, nhưng mà nếu mà nhà máy nó tiếp khách quá thì mình cũng không cần phải đầu tư nhân viên đó.
hơn thì mình không chen. Cho nên là về cái công nghệ thì ai cũng muốn nó chỉnh chu, nó học dễ hết, nhưng mà phụ thuộc vào kinh phí nữa. Rồi bây giờ anh em mình ai hỏi không? Không nghĩ. Bây giờ anh hỏi đi. Mấy cái tiếng Anh nó dịch ra là gì? Ông Linh thì đi ra rồi. Master, Linh ơi, bây giờ có nghĩa là mấy cái khối trang bên kia thì một đầu cái máy á, là nó chạy vào cái PC đúng không Linh? Cái cụm đen đó đó. Một đầu thì Linh sẽ cho nó chạy vào cái PC, rồi nó qua switch, rồi nó lên router, đúng không? Rồi cái đầu kia nó cũng chạy vào cái switch, rồi nó lên con router. Thì đầu tiên tính hỏi là cái câu chuyện này nó có lợi gì mà cái hệ thống này làm cái việc đó rồi. À, cái này là trong cái hệ thống đo đếm của mình á, nó đưa ra là một hệ thống riêng từ xa và một hệ thống riêng tại chỗ. Cái máy tính này á, nó là cái máy tính là đo số lượng counter tại chỗ. Như vậy là cái này là cái counter này đưa qua một cái thiết bị chuyển đổi. Cái thiết bị chuyển đổi, cái máy tính này nó sẽ có một cái cổng, một cái kẹt riêng để mà nó đọc cái chỉ số trực tiếp từ counter. Còn cái thông tin này nó đưa về switch, nó sẽ đưa về cái máy của AVD nó sẽ đưa về cái máy chủ đó, hay là nó đưa về con switch này. Rồi cái máy chủ đó, chứ nữa là xuống cái mô hình của SCADA, nó sẽ có một cái máy tính, nó sẽ đóng trực tiếp vào đây, là nó sẽ lấy những cái dữ liệu này và nó do A0 nó đọc cái gì vậy. Rồi, như vậy thì bây giờ mình chỉ nói nè, cái cổng trên á là nó sẽ từ cái ERX485 hướng lên, rồi nó đi thẳng vào internet. Nó đi thẳng vô con switch. Cái con này á là thiết bị chuyển đổi từ cái chuẩn 485 ra cái chuẩn internet. Đúng rồi. Cái này mình rồi như vậy nhá, nếu bây giờ mình hiểu nhá, như vậy cái con ở trên chuyển đổi giao thức á là nó chuyển đổi từ 485 nó ra cái internet đồng hồ lên. Rồi cái con ở dưới á thì nó lại là 232, nó chuyển lại là 485 nha. Đúng không? Vậy thì gặp ở đây á là tất cả các cái thiết bị của mình á, nhất là công tơ á,